Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Lại đến với buổi livestream của cửa hàng Mạnh Dũng Auto. Thì tối ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu tới anh chị và các bác những mẫu xe mới về tại cửa hàng. Hai hôm vừa rồi thì em bán khá nhiều xe rồi. Bán một vài con i10, một vài con Vios. Và hôm qua thì về được con Innova 7 chỗ. Thì em cũng đã bán vừa bán xong. Đấy, thì đây là chiếc Vios 2018, xe lướt số sàn bản E 1.5, con xe mà tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển 34 Hải Dương. Đấy, con xe này thì hôm nay em cũng vừa mới tháo biển và rút hồ sơ luôn sẵn cho anh chị và các bạn. Tối ngày hôm nay thì em cũng lại về được một vài con i10 và Accent lướt, cũng như là em đã dọn xong một vài con để cho anh chị và các bác cùng tham khảo có con nào 150 triệu không em. Anh ơi, 150 triệu thì em lại đang chưa con nào rồi anh ạ. Đây, chiếc i10, chiếc Vios 2017 bản thể thao thì hôm nay cũng vừa dọn sơn gầm chống rỉ xong. Con xe này thì nó quá mới luôn, khét lẹt, mới chạy hơn 3 vạn. Đây, con này thì hôm trước về là chưa dọn dẹp gì, cũng mới chỉ tỉa tót một chút xíu thôi, mà hôm nay thì em đánh bóng xong hết rồi. Sơn zin gần như cả xe luôn nhá. Có mỗi cái bộ kit ôm vòng quanh xe này là em tỉa tót và sơn lại thôi, tỉa lại thôi. Còn lại từ những cái phần sơn tôn này trở lên là zin hết. Con này chạy hơn 3 vạn sơn zin cả xe đấy. Chỉ tỉa những cái bộ kit theo xe vòng quanh xe này thôi này. Con này của em là bản thể thao, bản TRD, bản có thêm một vài chi tiết và option mới đấy. Bản này thì khi mà mua mới nó sẽ đắt hơn bản G. Đấy, bản này đắt hơn bản G bởi vì là nó trang bị nhiều option hơn cái phần tem ở trên thân vỏ này, tem zin nhá. Đấy, các bác để ý có một vài con bản G hay một vài con bản E, khách hàng cũng hay dán cái tem đỏ đen này vào. Đấy, như đấy là tem dán, còn riêng bản TRD này thì nó là tem zin. Tem zin đấy, cái phần tem zin này thì nó bền lắm. Xin chào anh Nguyễn Hiếu này, Đậu Đình Thành, bác Ngọc Hướng. Vios trắng lung linh quá, Vi Nga, vâng anh. Vios trắng của em có mấy con đấy. Đây, hôm nay thì về thêm được cả i10 2018 sedan này. Con i10 này thì loanh quanh dưới 300 triệu. Đấy, một vài hôm trước thì rất nhiều bác hỏi i10 loanh quanh khoảng 300 quay về thì đây. 2018 biển 20 Thái Nguyên, một chủ từ đầu. Em vừa mua chiều nay xong, cũng chưa dọn dẹp gì, vẫn mọc nguyên. Hoàng Quyền, con 7 chỗ máy dầu là không. Anh ơi, 7 chỗ máy dầu thì em lại đang chưa con nào rồi anh ạ. Hôm nay thì vừa bán dứt xong con Innova 2009, vừa bán lại xong. Đấy, 7 chỗ thì thi thoảng mới có thôi. Cái con Innova mà vừa về hôm qua em đăng ảnh đấy, thì nãy em vừa bán rồi, bán cho anh em Hà Nội rồi. Bởi vì con đấy nó biển Hà Nội. Đây, con Vios này 2018 này, con này ngày mai em sẽ cho đi sơn gầm. Con này thì thân vỏ sơn xi thì gần như nó zin hết cả xe, 95-97% sơn zin đấy. Một chủ từ đầu 2018. Form này thì rất nhiều quý khách hàng thích hơn là form mới nhá. Dương Toản, xe đẹp quá. Vâng anh, cảm ơn anh rất nhiều. Các bác xem livestream mình nhớ chia sẻ cho em, và thích mẫu xe nào thì để lại comment cho em nhá. Đấy, con này Vios này của em là 2018 này, 2018 số sàn bản E, một chủ từ đầu. Nguyễn Trung Thành, đẹp quá anh ơi. Ok anh. Nguyễn Thị Loan, nhiều xe đẹp mà không đủ tiền. Chị Loan ơi, chị tham khảo mấy con của em, chị bảo lên xem vàng cát tầm khuôn tiền. Chị lời qua cứ lên cửa hàng đi, tham khảo rồi chạy thử. Làm sao phải mua ngay, các bác cứ đến cửa hàng xem xe, chạy thử và tham khảo, rồi là uống nước chè thoải mái. Khi nào cảm thấy ưng ý cứ đi xem tham khảo một vài nơi. Khi nào mà mình thấy ưng ý và ok nhất thì mình lấy. Đây là con Vios 2017 bản thể thao nhá. Con này hôm trước về nó rất là bẩn, nó bụi. Hôm nay thì em dọn xong hết rồi nha, em dọn kỹ lắm. Dọn từ nội thất, rồi là gầm bệ, khoang máy, sơn gầm chống rỉ. Rồi, khóa cửa này, toàn bộ chi tiết này mới cứng luôn. Đấy, nội thất đây, da ghế còn chưa bẹp một chút nào nhá. Các bác để ý bây giờ Vios form mới bây giờ nó rất hay bị bẹp cái má ghế này nếu mà ngồi nhiều nhá. Đấy, nếu mà ngồi nhiều, lái nhiều, con này nó chạy hơn 3 vạn, cái ghế nó căng đét này. Căng đét thế này. Lốp dép theo xe cả dàn. Lốp dép theo xe cả dàn luôn. Bản thể thao, la răng zin nhá. La răng zin thể thao này. Đấy, con Vios giá thế nào đó em, Hiệp Phan. Anh ơi, con Vios này của em thì giá nó đang là 465 triệu.
bao gồm cả phí rút hồ sơ. Con này bác nào ở Hà Nội mua thuế nó cũng không cao đâu nhá. Con này về Hà Nội thuế nó cũng rẻ thôi. Đấy, con này nó là bản bản thể thao nên là cái đuôi chuột này và bộ kit vòng quanh xe này là zin theo xe. Có Fortuner dưới 450 triệu không Nguyễn Bình? Fortuner mà dưới 450 triệu thì em lại đang chưa có con nào rồi. Đấy, còn đây là hai con em đã bán rồi này. Đây con i10 này thì vừa ra tên ở Phú Lương xong. 20A60496 đây. Đấy, bao tên còn chưa bóc biển, ngày mai bàn giao xe về Phú Lương Thái Nguyên. Còn con Vios 2017 biển Hà Nội này thì em đang rút hồ sơ về Tuyên Quang đây. Không biết là bác khách hàng có đang xem livestream của em không, nhưng mà xe của anh thì em vẫn niêm phong nguyên để đây nhá, chưa động chạm gì đến. Đấy, anh rất cẩn thận. Anh chỉ sợ là cửa hàng đi hay là thay đồ thôi, còn riêng xe nhà em thì các bác yên tâm luôn là đồ đạc chỉ có cho thêm thôi chứ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì ở trong xe ra. Xin chào bác Vượng Loan này, anh Hoàng Dũng chưa đủ tiền chị chưa dám lên. Chị ơi, chị muốn mua tầm khuôn nào tiền chị cứ qua cửa hàng em tham khảo, uống nước chè chơi và chạy thử thoải mái trước. Đấy, rồi mình cứ đi tham khảo một vài nơi, mình tham khảo ở đâu đó khoảng 1 tuần 2 tuần hoặc là 1 tháng 2 tháng đi, mình cứ tham khảo một vài cửa hàng, cứ đến tham khảo rồi chạy thử xem là các cửa hàng, xem cửa hàng nào xe đẹp nhất hay là mình cảm thấy uy tín nhất, ưng ý nhất thì mình lấy. Ở phía trên này thì em còn rất nhiều xe này. Phía trên này thì em còn rất nhiều Vios 2014, 17, 18 này vừa bán con Accent 28 rồi, bán hai con Accent rồi nhá. Một con Accent 28 bản đủ số sàn thì đã nhận cọc rồi. Còn một con Accent 2018 bản tiêu chuẩn thì bàn giao xe luôn. Đấy, Accent bây giờ nếu bản đủ thì chỉ còn duy nhất con vàng cát thôi. Bản đủ chỉ còn duy nhất con vàng cát này 2018. Số sàn bản đủ, còn bản tiêu chuẩn thì đang còn 2018 màu bạc, 2019 và 2020 màu trắng nha. Đấy, nếu mà Accent em bán 2 con rồi, bán 2 con 18 màu trắng rồi. Hiện tại thì còn 19 và 2020 màu trắng với lại 2018 màu vàng cát. Xem con Vios vàng cát giá bao nhiêu anh? Vũ Văn Thuần. Ok anh, Vios vàng cát thì em đang có mấy con? Vios vàng cát thì đây, giới thiệu bác con này 2016. 2016 máy trắng biển Hà Nội. Con này của em thì 385 triệu. Con này thì là cuối 2016 rồi nhá, máy trắng rồi mà lại biển Hà Nội. Nếu bác nào ở Hà Nội mua con này thì thuế nó rất là rẻ. Đấy, thuế nó chỉ 6-7 triệu thôi. Và đang trên đường về một con Vios 2016 máy đen nữa. Thì con máy đen nó sẽ rẻ hơn. Máy đen thì nó chỉ dao động đâu đó khoảng 360 thôi, loanh quanh khoảng 360 thôi. Đấy, còn máy trắng như con đấy là 385 đấy. Giá nó cao hơn nó bởi vì là máy trắng thì nó gần như là 2017-18 rồi. Đấy. Còn nếu mà thích form mới 7 bóng khí thì đây, con vàng cát này của em là 2018 này. 2018 bản 7 bóng khí form mới. Xin chào bác Vũ Thùy Trang, anh Trần Nguyên, bác Phạm Văn Đô, bác Phụ Hương. Đấy, các bác xem livestream thì nhớ chia sẻ cho em, đặc biệt là có xe gì bán thì gửi ảnh qua Zalo cho em nhé. Riêng xe đẹp nhà em sẽ mua với giá cao, nhà em chỉ thích xe đẹp thôi, cứ xe đẹp, máy số zin, keo chỉ zin, xe chạy ít. i10 thì hôm nay vừa về là con 2018 màu trắng, còn con này là con 2020 này, 2020 màu bạc. Con này xe lướt chạy hơn 2 vạn, lốp dép theo xe cả dàn, dự phòng chưa hạ. Đấy, con i10 này thì hơn 300. i10 này thì nó gần như xe mới mà nó đủ hết độ rồi. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, da ghế bọc mới. i18 350, giá đấy thì chắc chắn là không làm gì được chị ạ, bởi vì là em mua vào nó đã cao hơn rồi. Đấy, trả góp, chị trả góp lại một ít hoặc em cho lợ lại một ít để lại đăng ký. Con 2018 này của em thì nó một chủ từ đầu. Con này thì nó chạy có mấy vạn thôi, keo chỉ máy số zin hết, sơn zin thì gần như cả xe luôn. Con này thì ngày mai em cho đi sơn gầm chống rỉ, chiều mai là xong thôi. Con này ngày mai cho đi sơn gầm chống rỉ, chiều mai là xong. Xin chào anh Quang Huy, bác Tam Nguyễn, bác Phạm Văn Vui, quay con Vios vàng cát anh ơi. Đấy, con vàng cát 2018 thì 415, bao nhiêu hồ sơ con này của em 405 này. Con này 405 triệu.
Đấy, con này ngày mai em sẽ cho đi dọn dẹp một chút xíu về sơn gầm chống rỉ, nhưng khóa này nó còn mới như thế này. 2018 nhá, đây sản xuất 2018. Keo chỉ cột kèo zin hết, nội thất đẹp. Đây vô lăng chưa mòn một chút nào luôn. Đấy, vô lăng chưa mòn một chút nào nhá. Toàn bộ vô lăng này. Con này hôm trước là về là nó cái nóc nó màu đen, em bóc đi rồi. Đấy, bóc đi xem sơn xi bên trong nó như nào, nhưng bên trong nó sơn zin hết. Zin hết. Em bóc đi rồi, trả về nguyên bản màu trắng rồi. Toàn bộ táp ly này. Ở những cái nút bấm này, nét như thế này. Toàn bộ nút bấm chỉnh gương, chỉnh điện, chỉnh kính đây. Đấy, 2018 nhá. Chưa hề mòn gì, vô lăng zin. Chưa cả vết mòn luôn. Đấy, con này mà sơn gầm chống rỉ xong thì nó mới lắm đây, khóa cửa này. Khóa cửa này sáng xanh luôn, bản lề này. Đấy, toàn bộ la răng này. Con này sơn xi thì không phải làm gì, bởi vì là em chỉ bóc mỗi cái nóc và đánh bóng lại thôi. Đấy. Con này ngày mai sẽ cho đi sơn gầm chống rỉ nữa. Là xe nó sẽ mới cứng. 2018 405 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ và sẽ có lọc lá cho bác nào thiện chí. Các bác cứ thiện chí alo cho em hoặc đến cửa hàng xem xe chạy thử là sẽ có bớt nhá. Sẽ có bớt. Và có ưu tiên cho những khách hàng mà xem livestream. Đây. Ok chị, nếu mà chị lợ lại khoảng 4-5 chục trong vòng chục hôm 15 ngày thì em không tính lãi đâu. Quan trọng là sợ chị lợ nhiều thì phải tính lãi, bởi vì nhà em phải đi vay lãi mà. Ở đây con này của em là 2017 này, bản thể thao số tự động thôi. Bác nào mà thích số tự động thì tham khảo con này. Con này thì nó gần như xe mới rồi. Đấy, pha đèn này. Đây, đèn pha này. Con này nó hơn cả bản G bởi vì là nó có nhiều option hơn. Đấy, nó có nhiều option hơn. Tất cả những cái tay gạt mưa, những cái chân gạt mưa này. Đây, những cái diềm kính, những cái cao su này nó còn đẹp như thế này. Bởi vì là xe nó chạy hơn 3 vạn. Nên tất cả mọi thứ nó rất mới. Toàn bộ tem zin. Đấy, vừa sơn gầm chống rỉ xong, lốp dép theo xe cả dàn. 2017. Sơn zin gần như cả xe nhá. Đấy, bản thể thao, bản TRD đấy. La răng zin, tem zin. Con này thì 465 triệu. Bao gồm cả phí rút hồ sơ. Sẽ có lộc và sẽ có ưu tiên và có bớt cho bác nào thiện chí. Đây con i10 mà loanh quanh khoảng 298 triệu đây. 295, 298 triệu mà bác nào thích một con sedan. Đó, sedan đời cao, một chủ biển Thái Nguyên từ đầu, full đồ. Con này thì vào full đồ luôn. Chưa dọn dẹp gì nhá. Đấy, con em chưa dọn dẹp gì, đầy đủ hết từ đèn gầm, la răng. Có bán tải tầm 400 không anh? Bán tải tầm 400 thì em cũng chưa có con nào rồi. Bán tải đợt này chưa có con nào rồi anh ạ. Không có con bán tải nào. Đấy, các bác cứ nhắn tin cho em, nó thích dòng bán tải nào nhắn tin cho em để em tham khảo. 1-2 ngày có xe thì em sẽ báo. Con này cả dàn lốp mới này, 2018, con này vừa lấy xong. Bộ ghế vừa may mới. i10 này mà nguyên bản nó sẽ là ghế nỉ nhá. Đấy, ghế nỉ con này ghế vừa may mới. Tất cả mọi thứ, màn hình cam lùi đủ hết. Đây, 298 triệu. Bao gồm cả phí rút hồ sơ biển Thái Nguyên luôn. Bác nào ở Thái Nguyên lấy con này thì không phải rút hồ sơ nữa. Thì sẽ bớt được 3 triệu. Thì nó loanh quanh khoảng 295 triệu. Đấy là chỉ cần công chứng hoặc là đóng thuế là sang tên thôi. Đây Hyundai Thái Nguyên này. Con này mua ở Hyundai Thái Nguyên luôn, đường Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ. Con này mua một chủ từ mới, mới cứng. Đấy, một chủ từ đầu biển Thái Nguyên nhá. Chưa dọn dẹp gì, xe vừa về xong. Bản tiêu chuẩn nhưng mà full đồ từ la răng, đèn gầm, màn hình, tất cả mọi thứ đều đủ như phiên bản đủ rồi. Đấy, la răng nguyên bản của i10 đời cao đấy. Biển 20 Thái Nguyên. Có 7 chỗ không anh? Anh ơi, 7 chỗ thì em vừa bán luôn Innova xong. 7 chỗ lại đang hết hàng rồi, bởi vì 7 chỗ thi thoảng mới có thôi anh ạ. Thi thoảng em mới làm 7 chỗ thôi. Đấy, 7 chỗ thì vừa bán cho anh em Hà Nội rồi. Đấy, xe giá rẻ đây. Con này thì loanh quanh nhô 200 chút xíu. 215 triệu. 215, 218 triệu i10 2014. Con này của em là màn hình Android nhá, máy số zin từ mặt máy. Một con xe mà về chạy gia đình hay là chạy cứng tay lái đều ổn. Chạy taxi dịch vụ ổn luôn. Đấy, nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Máy số zin, keo chỉ zin. Loanh quanh hơn 200 triệu. Con i10 một đầu đời 2020 màu trắng nào không bạn? Phạm Văn Đô. Anh ơi, i10 một đầu 2020 thì chưa có con nào rồi. i10 một đầu thì cũng có 24 và 25 số tự động màu đỏ thôi. Đấy, con 25 này của em là tự động. Bản AT 215 nhập khẩu.
Con này thì của em đang chào bán là 305 triệu. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, đèn nổ start top. Đấy, con này thì nó là bản tự động đây, da ghế nó đẹp này, xe rất là mới, trần nỉ nguyên không một vết bẩn. Màn hình cam lùi, cam hành trình đủ. 305 triệu. Keo chỉ cột kèo zin, riêng xe nhà em thì tất cả các xe khi bán ra đều được bảo hành bằng văn bản, máy số zin, bao đổi trả từ 3 5 ngày nếu phát hiện xe lỗi. Đây là Vios 24. Vios thì ngày mai sẽ về thêm một vài con nữa, đang trên đường về một con Vios 26 màu vàng cát, giá nó chỉ loanh quanh khoảng 360 triệu. Con i10 đỏ bao nhiêu tiền bác? Anh Quang Huy ơi, con i10 đỏ đấy của em là 305 triệu số tự động. Xe nhập ấn nhá. Xe đẹp đấy, keo chỉ, máy số zin. Ơi, con này của em là 24 này. 2014 Thái Nguyên. Dương Hà bán trả góp không anh? Dạ có anh, nếu mà bác ở gần bán kính 100 km là có làm hỗ trợ banh, hỗ trợ trả góp nhá. Xe từ đời 2017 trở lên là làm trả góp. Vios 24, như con này của em là em đang chào bán là 340 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ, xe đẹp. Keo chỉ, máy số, gầm bạ zin. Đã dọn dẹp rất là chi tiết rồi. Đây, toàn bộ la răng này không còn một vết xước nhá, a phanh này, gầm bạ đây. Đấy, gầm bạ này 2014. Không mục mọt gì nhá, ống xả, cổ xả, gầm bạ sáng choang. Con này thì 340 triệu. Dọn dẹp đánh bóng sơn si cả xe rồi. Đấy, ở trên này thì có Vios 2008. Xin chào anh Lê Quang Hà. Đấy, các bác có nhu cầu về mẫu nào thì cứ để lại comment cho em. Em sẽ quay chi tiết và giới thiệu cũng như là tư vấn miễn phí cho các bác. Hoặc là gọi điện sang số điện thoại cho em 0977-004-888 hoặc 0975-772-555 nhé. Đây là con Vios 2008 này. Con này thì em đang bán là 215 triệu. Bản E số sàn 1.5, bản đủ. Tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, không khoan đục nhá. Riêng nhà em thì không làm xe dịch vụ khoan đục. Đấy, la răng đây, dọn từ những la răng này không còn một vết xước. Xin chào bác Việt Đức, anh Trịnh Hồng Thịnh, bác Đinh Hữu Quỳ. Đấy, đây là Vios 208. Con này của em là 208. Bản E, số sàn, màn hình cam lùi, cảm biến lùi đủ. 215 triệu. Còn đây là bên cạnh đây là 2018 này, 2018 form mới, 7 bóng khí. Đấy, con này thì nó gần như xe mới rồi. Đây, nội thất bên trong mới cứng luôn. 2018 nhá, củ số này. Đấy, toàn bộ màn hình vô lăng, cam lùi, cam hành trình đủ hết luôn. Toàn bộ mặt táp lô đây. Xin chào anh Duy Trọng. Đấy, mặt táp lô này. Đây. Xe zin luôn, keo chỉ, máy số zin nhá. Keo chỉ, máy số zin. Đây, bản lề cột kèo đây. Con này của em là 2018, máy mới, bản 7 bóng khí. Con này thì em đang chào bán là 415 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ cho các bác, và sẽ có lọc lá cho bác nào thiện chí và alo cho em nhá. Toàn bộ ghế sau đây mới cứng, gần như là chưa có người ngồi này. Đấy, tất cả những cái mũi ghế này nó còn cứng như thế này. À, Dương Hà giá sao hả anh? Con này của em là 415 triệu. Đây, bản lề này, khóa cửa này. Đấy, toàn bộ táp ly, keo chỉ zin, la răng a phanh. Đây, toàn bộ la răng này không một vết xước nhá. Toàn bộ gầm bạ đây. Đấy, 2018. Bản 7 bóng khí, số sàn. Đây, bên cạnh đây là con Vios 2012. Con này thì em đang giảm giá 275-278 triệu. 2012, bản G hay bản E anh? Anh ơi, nhà em thì đang vàng cát thì chỉ có số sàn thôi. Bản E, bản G là số tự động. Bản G tự động thì em đang có con 2017 màu trắng thôi. Đấy, con này của em là bản E đây. 2012 nhá, la răng thâm, đèn thâm. Đây là răng này. Toàn bộ la răng, lồng dè, cua lốp. Những cái keo chỉ của cua lốp này con nào cũng zin hết này, riêng xe nhà em zin hết luôn. Đây, 2018 này. Đấy, lốp dép, rồi là gầm bệ. Con này thì em đang bán là 200. Bác nào mà thiện chí nhá, lấy luôn alo luôn cho em. Trong buổi livestream hôm nay em để cho các bác là 275 triệu. Con 2012 này. Đấy, xe zin, full đồ chơi, riêng đèn bi đã hơn 4 triệu rồi. Màn hình Android 5 triệu. Hồ sơ cầm tay. Đấy, màu vàng, máy số zin từ mặt máy. Vios này thì nó quá bền và form này thì thân vỏ nó dày. Bên cạnh đây là i10 220 nhá. Con i10 lướt 220 này của em thì chạy loanh quanh hơn 2 vạn. Đấy, con này thì chạy hơn 2 vạn thôi. Lốp dự phòng chưa hạ.
Đây toàn bộ nội thất này. Màn hình Android Trần Nỉ Nguyên, không một vết bẩn. Xin chào bác Dương Công Kha Khoa, bác A Hoan Trần. Đấy, cảm ơn tất cả các bác 182 bác đang xem livestream của em. Và các bác nhớ chia sẻ livestream cho em. Khi mua xe thì sẽ có lọc và có ưu tiên có bớt cho các bác khách hàng nào thiện chí. Ôi con này ghế sau cứng đét này. Ở những con xe nào mà xe chạy ít hay ít người ngồi ý, thì ghế nó rất là cứng. Con nào mà nó mềm, nó trùng hết ghế rồi thì là chạy nhiều taxi dịch vụ rồi. Đây, toàn bộ cốp dép, bản lề zin, bản lề này. À, xe có bán trả góp không anh Dương Hà? Dạ có anh, nếu mà đời 27-18 trở lên là làm được trả góp. Đây, bản lề này, kích còn chưa dùng lần nào nhá. Kích chưa dùng lần nào bởi vì lốp dự phòng nó đã hạ đâu. Đây, lốp dự phòng đây, chưa hạ nhá, toàn bộ số tem zin hết. Lốp dự phòng chưa hạ con i10 này, 2020, toàn bộ cột kèo này và toàn bộ phần tem. Có con nào tầm 250 không anh? À, Phạm Hưng, anh ơi 250, trên dưới 250 thì có đây anh. Đây như con Vios này thì nếu các bác mua trong buổi livestream em để cho bác là 275 triệu này. Con Vios 2008 này là 215 triệu. Đấy, hai con đấy là tầm khuôn tiền. Đấy con đây. Đấy con i10 2014 này em để cho bác là 218 triệu. Đây, 2014 nhập khẩu, máy số zin từ mặt máy Avante số động 23. À, giờ bao tiền hả anh? Anh ơi Avante số động 23 bây giờ thì loanh quanh hơn 300 anh ạ. Trả bao nhiêu phần trăm? Anh ơi cứ có 200 là sẽ làm được trả góp, tầm khoảng 200. Tầm khoảng 200 nhá. Xe 400 triệu thì bác cứ có khoảng một nửa 200 triệu. Honda CRV208 không anh Nguyễn Đời. Honda CRV208 thì em lại đang chưa con nào rồi anh ạ. À, xin chào 216 bác đang xem livestream của em. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi livestream. Và nếu có xe muốn bán hay muốn tham khảo mẫu xe gì thì để lại comment cho em nhá. Đấy, đây là 2017 vàng cát bản E. À, Huân Phạm, anh ơi 2017 vàng cát bản E thì em bán rồi. Giờ em đang còn 2016, 2018 anh ạ. Đây này con 2017 bản E đây này em bán đây rồi. Đây, 2017 bản E bán Liêm Phong để đây rồi. Đấy, biển Hà Nội. Con i10 2016 này vừa ra tên xong, ngày mai bàn giao xe đây. Đó, hai con bán rồi đang nằm ngang đây. Con i10 sedan số sàn bản đủ không anh? Anh ơi i10 sedan số sàn bản đủ em đang có con 2016 thì em đang cho đi dọn rồi, biển 20 Thái Nguyên. À, loanh quanh 2016 xe nhập khoảng 290 295 triệu thì một hai hôm nữa mới xong anh ạ. Còn hiện tại thì cửa hàng đang có 2018 và 2020 bản tiêu chuẩn anh. Đây con này của em là 2018 này, 2018 một chủ Thái Nguyên từ đầu. Mua mới nhá, một chủ mua mới Thái Nguyên từ đầu. Không taxi dịch vụ mà bản tiêu chuẩn nhưng full đồ từ la răng, đèn gầm. Đủ hết rồi. Đấy, màn hình Android. Con này thì miền Tây có trả góp không anh? Dạ miền Tây thì không làm được trả góp rồi anh ạ. Những khách hàng ở xa ở trong miền Nam thì chỉ có phương án trả thẳng thôi anh, không làm được trả góp. Đấy con i10 này của em là 2018 bản tiêu chuẩn, con này vừa về xong chiều nay. Con này thì em đang bán là 295, 298 triệu. Bản đủ thì có 26 thôi anh. 26 em đang dọn rồi. Đấy, em đang giới thiệu 2018 này cho khách hàng, con này thì em vừa lấy về. Đấy, còn đây là Vios đây 2017. 2017 bản TRD, bản thể thao số tự động. Con này của em thì em đang chào bán là 465 triệu. Con này thì những bộ tem và bộ kit theo xe zin nhá. Xe chạy hơn 3 vạn, lốp dép theo xe cả dàn, vừa sơn gầm chống gì xong. Đấy, đèn gầm toàn bộ, đèn pha này, đèn gầm này. Mình ở đâu anh? Em ở Thái Nguyên anh ơi, Thái Nguyên. Đây Vios 2018 màu trắng, một chủ từ đầu. Biển 34 Hải Dương, con này hôm nay thì em vừa cả số khung số máy rút hồ sơ rồi. Đấy con này thì rút hồ sơ 1-2 hôm sẽ có hồ sơ cầm tay luôn. Và ngày mai em sẽ cho con này đi sơn gầm chống gì. Thì mất đến chiều mai là xong. Đấy đây, nó chỉ hơi bạc bạc một chút những cái lồng rè này em sẽ cho đi sơn này. Đấy, còn lại thì sơn xi thì gần như nó zin cả xe rồi. Kết tất cả những cái keo chỉ này zin hết nhá. Keo chỉ này zin hết. Đây toàn bộ keo chỉ zin hết còn. Đây toàn bộ nội thất đây, con này 2018 thì con này em đang bán 405 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ, sẽ có lọc lá và sẽ có ưu tiên có bớt cho bác khách hàng nào thiện chí nhá. Con này của em là 2016 bản E tự động này. Con 2016 bản E tự động này thì em bán về Bắc Cạn rồi.
Con này hồ sơ thì hôm nay về rồi, chắc là ngày mai anh xuống lấy xe đây. Đấy, xe con này em bán về Bắc Cạn 2016. Con này em bán 412 triệu đây. Về Bắc Cạn bao hồ sơ. Xin chào anh Huỳnh Trực, bác Tuấn Văn. Đấy, Vios thì phía trên này còn nhiều lắm, Vios và ASEAN thì rất nhiều. Từ 08, 12 đến 2018. Đấy, con 2018 vàng cát này của em là bản 7 bóng khí. Con này thì nó rất là mới, 415 triệu, bao gồm cả phí rút hồ sơ. Xe đẹp, tư nhân chính chủ, không lỗi nhỏ, sơn zin gần như cả xe hết luôn. Bởi vì là chia sẻ với các bác là xe nhà em khi mua về nhá thì nó sơn zin cả xe như con 18 này hoặc là con i1220. Lúc về là sơn zin cả xe nhưng mà về em vẫn có cho đi tỉa tót một chút xíu và đánh bóng lại. Thế nên là giờ chia sẻ là nó chỉ còn là sơn zin khoảng 90-98% bởi vì có tỉa tót rồi. Đấy. Đây như con i10 này hôm về cũng sơn zin đây. Sơn zin cả xe 2020, chạy 2 vạn, lốp dự phòng chưa hạ. Đấy, con này thì nó cực kỳ mới, 335 triệu. Đây còn ASEAN thì hiện tại ASEAN màu trắng thì chỉ còn 19 và 220 bản tiêu chuẩn thôi. Hôm nay với hôm qua thì vừa bán con 218, hôm nay chứ sáng nay vừa bán 218 bản đủ, chiều thì bán con 218 bản tiêu chuẩn rồi. Đấy, xin chào bác Dung Trần, anh Hà Hiếu. Đấy con ASEAN này là 219 này. Con này 219. Con này thì em đang bán là 412 triệu, bao gồm cả phí rút hồ sơ cho các bác. Đây mới cứng luôn, toàn bộ khóa cửa, keo chỉ, cột kèo zin. Riêng xe nhà em nhá, là chia sẻ tới các bác sẽ đủ hết đồ chơi phụ kiện, đánh bóng dọn dẹp dầu mỡ kỹ càng, về các bác chỉ việc đi thôi. Đấy, khi mà các bác mua xe ra khỏi cửa hàng thì sẽ kiểm tra toàn bộ nước lôi, dầu mỡ, thay dầu mới cho các bác. Thay dầu mới luôn. Đấy, màn hình Android này, riêng bộ màn hình là 5 triệu rồi, cam lùi, cam hành trình đủ. Củ số đây. Đấy, 219 nhá, xe lướt. Đấy, con này tam ly chưa một vết bẩn. Hiện tại thì cửa hàng đang còn hai con 219 và 220. Con 220 chạy 2 vạn, lốp dép theo xe cả dàn, dự phòng chưa hạ. Đấy, ASEAN đợt này ASEAN lướt thì loanh quanh hơn 400 triệu 219 và 220. Đây. Đấy, xin chào anh Quang Thành, bác Cường Nguyên. Đấy, con này đây, tất cả những cái nút bấm này nó còn chưa mòn một chút xíu nào luôn nhá. Đấy, xe nó rất là mới. Con này thì 2019 này. 2019. Những con ASEAN này là làm được trả góp đấy. 2018, 2019 này là làm được trả góp. Các bác cứ có loanh quanh khoảng 200 triệu là sẽ lấy được xe. Cả con Vios này cũng vậy. Con Vios này thì nó là bản 7 bóng khí form mới này. Đấy, vàng cát form mới, sơn zin gần như cả xe nhá, vỏ mỏng tanh luôn. Đây, Camo đang mở, tiện em quay luôn cái máy cho. Đây, máy số zin nhá, máy số zin toàn bộ những cái rằng này, những cái vấu này zin hết này. Đây, tai đèn này, tất cả những con ốc này đều zin. Riêng xe nhà em thì khẳng định một điều là không làm xe lỗi, cabo đây, cabo zin luôn. Đây, phần nỉ cabo zin. 2018 form mới. Đây, toàn bộ máy này, máy zin hết nhá. Máy zin hết luôn, toàn bộ tai đèn và toàn bộ phần rằng này. Đấy, ốc lắp cabo zin 2018. Con này thì form mới, 7 bóng khí, hơn 400 triệu một chút. Cứ alo cho em là sẽ có lọc lá và có bớt, có ưu tiên cho những khách hàng mà theo dõi livestream và chia sẻ livestream của em. Các bác cứ alo qua cho em hai số điện thoại 0977 004 888 hoặc 0975 772 555. Đấy, hoặc là vào trực tiếp fanpage này của em, sẽ livestream đủ vào thứ 3, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Hoặc là các bác có thể tham khảo trên YouTube Mạnh Dũng Auto hoặc Mạnh Dũng Ô Tô. Thì nhà em vẫn có video hàng ngày ở trên YouTube luôn. Đấy, Vios thì đang về một con vàng cát 2016. Máy đen. Thì 2016 máy đen thì giá nó sẽ loanh quanh khoảng 358 đến 360 triệu. Đấy, còn 2016 mà máy trắng như con biển Hà Nội kia thì nó sẽ loanh quanh khoảng 385 cơ. Đây, con này của em là 2016 này. 2016 máy trắng, con này màu bạc. Màu bạc thì giá thành nó rẻ hơn. Đấy, màu vàng nó sẽ rẻ hơn màu trắng và màu vàng cát. Con này của em thì 360 triệu. Đây, lên máy trắng rồi nhá. Con này của em lên máy trắng rồi. Lên máy trắng thì nó không khác gì so với bản 17 và 18 cả. Đấy, đây. Có Elantra 25 không anh? Elantra 25 thì em lại đang chưa con nào rồi anh ạ. Đây, tất cả những cái đầu răng này zin hết này. Đấy, những cái tai đèn này. Đây, 2016 máy trắng. Máy số zin nhá. Máy số zin. Đây, máy số zin. 2016 máy trắng. Bản máy trắng này mà cuối 2016 này thì
thì nó không khác gì 17, 18. Đấy, con này thì 360 triệu. 360 triệu hồ sơ cầm tay. I10 có không anh Tân Dương? I10 em nhiều chưa anh? I10 45 con. Không biết là anh muốn mua I10 số sàn hay tự động và tầm khuôn nào tiền. Đây con ASEAN này thì ASEAN bạc 2018 này thì giá rẻ này. Con này thì em bán 378 triệu. Đấy, 378 triệu hồ sơ cầm tay. Bản tiêu chuẩn nhưng mà full đồ chơi nhá. Đèn bi, màn hình. Có ASEAN màu đen 16-17 không? ASEAN 16-17, ASEAN màu đen 16-17. Chia sẻ một chút là các bác ơi, ASEAN thì nó 10-17 nó vẫn là form cũ nhá. 18 nó mới lên form dáng đẹp như thế này. Đấy, 17 nó vẫn là form cũ. 17 thì em đang chưa có rồi, 17 quay về chưa có. Đấy, con này của em là 2-18 vàng cát. Con này của em là số sàn bản đủ 2-18. ASEAN này thì form dáng thể thao, bản đủ thì đầy đủ hết, tích hợp vô lăng, đèn bi, giải led ban ngày. Đấy, hiện tại thì nếu mà để ASEAN bản đủ còn duy nhất con 2-18 vàng cát này thôi. Nguyễn Thị Loan chốt VIO 2-18, chị chốt con xe nào mà chốt trực tiếp trên livestream này thì sẽ có lộc lá và ưu tiên rất nhiều nhá. Chị cứ alo cho em rồi ngày mai lên trực tiếp qua cửa hàng sẽ có bớt và có lộc lá cho chị. Chị yên tâm luôn. Còn đây là con ASEAN 220. Con 220 này của em thì nó là xe lướt rồi. Con này thì chia sẻ các bác là chạy hơn 2 vạn. Lốp dép theo xe cả dàn, dây bịch, lốp dự phòng chưa hạ, full đồ chơi. Đề nổ start top, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình đủ. Đấy, xe sơn zin cả xe luôn. Con này về thì em không hề động chạm một chút xíu về phần sơn nào. Đấy, con này chỉ đánh bóng thôi. Sơn zin cả xe 100% nhá. Đây, toàn bộ pha đèn này. Đèn gầm. Đèn pha và toàn bộ mặt ca lăng lấy tản nhiệt, như kể cả những cái phần mặt ca lăng này vẫn là sơn zin hết. Đấy, sơn zin hết luôn. 2020 mà. Đấy, bên cạnh đây là con Vios 2016. Có Mazda 215 không anh? Mazda 215 thì em lại đang chưa con nào rồi anh ạ. Đấy, con này của em là 2016, máy trắng biển Hà Nội. Bác nào ở Hà Nội mua thì thuế má nó sẽ rẻ nhá. Thuế nó chỉ loanh quanh khoảng 6-7 triệu thôi. Đấy, con này của em là máy trắng 2016. Hôm trước có hai con 2017 em bán ở cuối rồi. Đấy, bác nào ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn mua con này thì thuế nó rất rẻ. Mà đồ chơi phụ kiện đủ hết rồi. Lót sàn 5D, toàn bộ da ghế, màn hình, cam lùi. Đấy, trần nỉ nguyên không một vết bẩn nhá, toàn bộ trần này. Đấy, vô lăng không mòn chút xíu nào. 2016, 2016 nhá đây. Sản xuất 2016. Toàn bộ khóa cửa này zin hết luôn. Lót sàn 5D, da ghế mới. Số sàn bao nhiêu anh và số tự động bao nhiêu Tân Dương? Đây, con này của em là 2016. Đấy, 2016 con này thì em đang chào bán là 385 triệu. Ok chị. Đấy, chị cứ qua trực tiếp cửa hàng giúp em là sẽ có lọc và có bớt. Đây, I10 đây. I10 đây anh nhá, I10 của em 220 này. I10 lướt số sàn 220. Con này thì 335 triệu. Đây, 335 triệu, con này chạy hơn 2 vạn. Màn hình đồ chơi phụ kiện đủ rồi, về sẵn đi. Đấy, con này các bác, riêng xe nhà em các bác lấy là sẽ có được thay dầu máy nữa nhá. Số sàn tài chính 300 được đợi bao nhiêu anh? I10, ok anh, em sẽ giới thiệu cho anh một hai con loanh quanh khoảng 300. Đây, như con này thì 335 triệu, 2020, xe lướt chạy hơn 2 vạn nhá. Đây, xe lướt chạy hơn 2 vạn. Đấy, bản tiêu chuẩn, lốp dự phòng chưa hạ, 335 triệu. Đấy, còn loanh choanh dưới 300 thì còn một con 295, 298 triệu. Đây, con này của em là I10 vừa về đây, biển 20 Thái Nguyên, một chủ từ đầu nhá. Con này mua mới, một chủ từ mới luôn. Con này vừa về chiều nay, 2018, full đồ, bản tiêu chuẩn nhưng mà full đồ nhá, vào la răng rồi, đủ cả đèn gầm luôn. Đấy, con này thì 295 triệu, mà đời rất là cao. Nếu các bác mà mua bản đủ số sàn mà loanh quanh khoảng 300 thì chỉ mua được 216 thôi. 216 thì đây, như con 216 này em bán 295 triệu đây. Đấy, bản đủ nhá, xe nhập. Như con này 216 này, xe nhập em bán 295 triệu rồi, mai bàn giao xe đây. Đấy, bấm biển luôn cho khách hàng. 20A60696 đấy, con này em bán 295 triệu.
Đấy, còn nếu mà đời cao form mới thì mua 2018 đây, nhưng con này 2018 này. Xe đẹp lắm. Một chủ thứ mới đấy. Đây toàn bộ nội thất này. Đấy, da ghế vừa may xong mới cứng. Màn hình cam lùi, la răng, đèn gầm đủ. Đấy, con này của em là 295 triệu. Có ASEAN 18-20 số tự động. Không, em có số tự động 2018 màu đen. Xe thì anh em đang đi ra ngoài rồi. Em đang bán 455 triệu. ASEAN 2018 màu đen nhá. Đấy. 100 triệu có mua xe trả góp được không anh? Anh ơi, 100 triệu thì không làm được trả góp rồi anh ạ. 100 triệu thì không làm được. Các bác phải có loanh quanh 150, 200 mới làm được. Đấy, số tự động thì Vios 2017. Bản thể thao, chạy hơn 3 vạn, lốp dép theo xe cả dàn, vừa sơn gầm chống rỉ xong. Đây, bản TRD Sport đem zin. Con này thì em đang bán là 465 triệu. Nguyễn Văn Thái, em có con ASEAN số tự động màu đen anh. Màu đen 2018, 455 triệu. Đấy, xe đẹp màu đen, số tự động. Đây vẫn đang có khách hàng xem xe này. Ở nhà em thì ở đây luôn. Nên các bác có thể xem 24/24 qua bất cứ lúc nào để xem xe nhé. Đây toàn bộ da ghế này. Con này của em là 2017 số tự động nhá, bản thể thao, chạy hơn 3 vạn, xe mới cứng luôn, lốp dép theo xe cả dàn. Đây nội thất này, da ghế gần như chưa người ngồi luôn, mới cứng. Đấy, con này của em chạy hơn 3 vạn, hồ sơ cầm tay. Đấy, phần bộ kit này và cái phần đuôi chuột này theo xe. Con này thì nó quá mới rồi, 465 triệu 2017. Còn nếu mà ASEAN tự động thì em đang có 18 màu đen. 2018 số tự động màu đen thì em đang bán là 455. Đấy đây, Vios màu trắng số sàn đây, 2018. Một chữ từ đầu. Xe cực mới, sơn nhựa gần như cả xe sơn zin. Con này thì em đang bán là 405, bao gồm cả phí rút hồ sơ. Đấy, còn i10 hatchback 2014 đây, loanh quanh hơn 200 triệu một số chút. Hơn 200 triệu một con xe đẹp. Nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc 2014. Đây 2014 này. Đấy, con này thì hơn 200. Bác nào có loanh quanh hơn 200 triệu muốn mua một con xe mà đời cao cao, mà chạy tốt, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì tham khảo con i10 này. 2014. Đấy, 2014 nhá. Vios thì nhiều lắm, Vios thì từ 2008 đến 2018 cơ. Đấy, ngày mai sẽ về thêm một vài con Vios vàng cát 2016 nữa. Đây, con biển 20 này của em là 2014 này. 2014 biển 20 màu bạc. 340 triệu. Đây 340 triệu xe dọn dẹp kỹ rồi. Màn hình Android, cam lùi, cảm biến lùi đủ hết. Đây, toàn bộ từ vừa cảm biến lùi này, gầm bệ này. Đây, toàn bộ gầm bệ cổ xả đây. 2014 lốp dép đẹp. Hai quả lốp mới cứng vừa thay. Đây. Toàn bộ nội thất này. Xin chào bác Hùng Loan, anh Đường Phong, bác Luân Vũ, bác Trang Nguyễn, Dương Văn Hiếu. Đấy, 2014 này, nội thất ghế sau này. Trần nỉ nguyên bọc ni lông nhá, trần nỉ nguyên bọc ni lông. 340 triệu. i10 tự động đây. i10 tự động. Bạn ơi, có con nào về không, đời 5 cộng 2. Bán tải đợt này em đang hết hàng, không có bán tải nào rồi anh ạ. Đấy, đây là nội thất của con i10 số tự động này. Con này của em là 2015 bản nhập Ấn nhá. Màu đỏ phong thủy. Đấy, bản nhập Ấn Độ nguyên chiếc số tự động. Con này thì em đang chào bán là 305 triệu. Hồ sơ cầm tay. Con này hồ sơ cầm tay sẵn rồi, hai chìa zin. Đấy, số tự động đầy nổ start top. Màn hình Android, tích hợp vô lăng. Đấy, toàn bộ mặt tắp lô này, xe nó mới cứng luôn. Đấy. Con này em đang bán là 305 nhá. Khóa cửa keo chỉ cột kèo đây. Đấy, riêng xe nhà em thì chỉ làm xe đẹp thôi, gầm bệ, máy số zin, keo chỉ zin. Bảo hành cho các bác bao đổi trả nếu phát hiện đâm đụng và xe dịch vụ taxi ngập nước. Đấy, bác nào mà thích dưới 300 triệu mà bền bỉ, nồi đồng cối đá thì tham khảo con 22 này. 22 này xe đẹp này. Đấy, gầm bệ đây. Cổ xả đây. Sơn gầm chống rỉ rồi, lốp dép đẹp, hồ sơ cầm tay sẵn.
Và chỉ đóng thuế là sang tên thôi. Con này về đóng thuế thì nó rẻ lắm. Thuế chỉ loanh quanh khoảng 5 triệu. Đây, bản này thì form này thì vỏ nó rất là dày. Đấy, toàn bộ nội thất này. Kim Nguyễn 305. Đúng rồi, 305 đấy là con i10 đỏ 215. Đây, toàn bộ nội thất này. Đấy, tạp lô tạp ly 2015. Đây còn Vios 2018 đây mới cứng. Bản 7 bóng khí nhá. Con này 7 bóng khí 2018. Đây 18 rất là mới này. Toàn bộ khóa cửa cột kèo. Sản xuất 2018 nhá. Sản xuất 2018. Toàn bộ cột và khóa cửa này. Size xanh di luôn. Đấy. Toàn bộ tam ly. Và toàn bộ tắp lô. Cam hành trình cam lùi đủ. Trần nỉ nguyên bọc ni lông. Màn hình cam lùi. Tất cả mọi thứ zin hết. Con này thì em đang chào bán là 415 triệu. Hồ sơ cầm tay sẽ có lộc và có bớt cho ba khách hàng nào thiện chí alo cho em. Tất cả xe nhà em báo là giá là đều bao hồ sơ nhá. Và có lộc lá có bớt hết cho các bác. Rồi, các bác cứ tham khảo, chia sẻ livestream cho em. Nhà em thì livestream đủ vào thứ 3, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Đấy, còn Vios đây hơn 200 đây. 208. 208 nhưng nhà em dọn kỹ lắm, toàn bộ từ la răng này các bác đấy, từ những cái la răng mà không còn một vết xước luôn. Đấy 208 nhá. 215 triệu, sơn si thân vỏ gầm bệ. Đây. Dọn kỹ lắm rồi. Rồi. 215 triệu 2008. Số sàn bản E, bản đủ 1.5. Không taxi khoan đục, taxi dịch vụ. Báo giá xe 300 sedan. Bác có con CRV. CRV thì em đang chưa có con nào rồi anh ạ. Đấy loanh quanh 300 quay về thì có Vios 212. Đây như con này thì tư vấn em tài chính 300. Đấy con này 278 triệu. Vios 2012 bản E số sàn form 23 nhá. Con Vios này full đồ, đèn bi, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình 278 triệu. Đấy, còn Vios 2014 đã lên form mới này thì 340 triệu. Đây, 340 triệu, màu bạc, biển Thái Nguyên, tư nhân chính chủ. Đấy, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, riêng xe nhà em đủ hết đồ chơi và phụ kiện rồi. Về chỉ sẵn đi thôi. Đấy, phía cuối này thì còn loanh quanh đây 295 triệu. i10 2018 Thái Nguyên một chủ từ đầu, sedan hai đầu. Đây, con này 295 triệu. 2018 xe vừa về, chưa dọn dẹp gì. Con này thì ngày mai phải cho đi dọn dẹp một chút xíu về phần sơn. Ba đợt sốc này, căn chỉnh lại, đánh bóng. Con này thì vào hết đồ rồi. La răng đúc, đèn gầm. Đấy, con này 2018 nhá, một chủ Thái Nguyên từ đầu. I10 đỏ 2015 bao tiền em? Anh ơi, con I10 đỏ đấy của em bán 305 triệu, bao rút hồ sơ anh ạ. Con I10 đỏ đấy, xe đẹp lắm đấy, bản số tự động nhập ấn đấy. Đấy, con này loanh quanh đây tầm 300 đây, 295 triệu. 2018 một chủ từ mới. Đây, nội thất la răng, lốp dép đẹp cả dàn. Không taxi dịch vụ tư nhân một chủ từ mới nhá. Đấy, Vios thì nhiều lắm. Vios 17 tự động đây, 465 triệu bản thể thao. 2018 405 triệu, màu trắng. Biển 34 Hải Dương cũng một chủ luôn, từ mới. Đây con màu trắng này, một chủ con này ngày mai, sáng ngày mai cho đi sơn gầm thì chắc chỉ chiều mai là xong thôi. Đấy, lốp dép đẹp, 2018 một chủ nhá. Xe zin chạy thoát lắm, chạy sướng lắm. Con này bàn về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn, nội thất rồi là máy số zin hết, keo chỉ zin, sơn zin gần như cả xe luôn. Đấy. Toàn bộ táp ly này. Con này em còn chưa dọn mà nó đẹp như này, dọn lên nó mới cứng luôn. Đây, i10 đỏ đây. I10 đỏ này thì 215 xe zin nhá. Con này zin luôn, số tự động. Đấy, toàn bộ máng nước này, keo chỉ cột kèo. Giản đinh bấm. Đây, bệ này. Toàn bộ bản lề zin hết, bản lề khóa cửa này zin này. Con này thì 305 triệu bao gồm cả phí hồ sơ, sẽ có lọc và có bớt cho bác nào thiện chí cứ alo cho em và đến trực tiếp cửa hàng. Buông tiền, phun tiền là sẽ có bớt. Đấy, phía trên này thì còn nhiều lắm. Trên này thì còn Vios 2016 màu bạc. Đây, máy trắng. Còn màu bạc, máy trắng này thì 360.
ASEAN 2018 màu bạc bản tiêu chuẩn full đồ chơi thì 378 triệu. Đây, con này thì màn hình Android hết rồi, 378 triệu, tư nhân chính chủ. Đây, toàn bộ nội thất này, toàn bộ mặt tắp lô, tắp ly. Màn hình 5 triệu cái màn hình em lắp đấy nhá, màn hình em lắp vào đấy. Đấy, lúc về nó không có màn hình đâu. Xem con 295, vâng anh, con 295 con i10 đấy, xe vừa về 2018 đấy. Con đấy của em vừa lấy chiều nay xong. Đấy, i10 2018, anh nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh. Đây, còn Vios 215. Hàn Mạc Phan giới thiệu kỹ cho em con Vios E340, ok anh. Đây anh, 2014 nhá. 2014 Thái Nguyên chính chủ full đồ chơi. Đây, con này của em là 2014, toàn bộ đèn pha, đèn gầm này. Đèn pha đây. Đèn gầm. Toàn bộ la răng áp phanh. Đây la răng áp phanh này. Đấy, toàn bộ la răng áp phanh, lồng dè cua lốp. Hai quả lốp trước này em vừa mới thay, mới cứng còn chưa lăn bánh nhá. Em vừa thay về đây, em cất vào đây xong. Hai quả lốp trước mới cứng. Đấy, sơn xi, sơn nhựa đây, la răng đây, đằng sau này. Đấy, gầm bạ đây. Gầm bạ đây. Xe rất là mới nha, gầm bạ cổ xả sáng choang luôn. 2014. Tư nhân Thái Nguyên chính chủ. Đây, nội thất đây. Toàn bộ da ghế sau này. Đấy, cứng đét luôn. Trần nỉ nguyên bọc ni lông nhá, trần nỉ nguyên bọc ni lông. Màn hình Android. Đấy, biển Thái Nguyên. Chính chủ cốp cáp đây. Đấy, phía dưới cốp này còn ít đây, ghế này, áo ghế này, bản lề này. Zin hết. Đây, toàn bộ keo chỉ cột kèo và cabo sau nhá. Toàn bộ máng nước và đinh bấm này. Đấy, 2014 riêng xe nhà em, tất cả các xe tại cửa hàng đều được bảo hành hết. Về keo chỉ, máy số, dọn dẹp kỹ càng, nước lôi, dầu mỡ hết. Về các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì hết. Đây, máy đây. Đấy, toàn bộ lì cabo keo chỉ này. Đó, ốc cabo đây. Đấy, ốc cabo nhá, toàn bộ rằng giật, phần nỉ khoang máy trong này. Da máy, tai đèn. Đây, dọn dẹp kỹ rồi, sạch sẽ lắm rồi. Đấy, keo chỉ, máy số, gầm bệ. Đấy, con i10 này thì số tự động. Đấy, anh thích con nào thì alo cho em qua số điện thoại 0977 004888 nhá. Đây, ASEAN bạc đây. ASEAN bạc đây, con này là 2018. Con này thì đây, con này đây, em lắp màn hình Android. Cái bộ đài CD nguyên của nó vẫn còn nguyên đây. Đấy, toàn bộ. Đây, phần tôn gầm này, cốp cam. Đây, toàn bộ keo chỉ này, dàn đinh bấm zin. Đấy, còn những con xe nào mà những cái đầu đài CD này nhà em nhiều lắm. Bởi vì là khi mua về mà đầu đài CD zin này là sẽ lắp màn hình Android. Đây, toàn bộ bản lề khóa cửa này. Đấy, zin mới cứng luôn. Con này thì 378 triệu. 378 triệu. Thơn vỏ mỏng tanh luôn, form dáng thể thao. Đây, 2018, hồ sơ cầm tay sẵn, đăng kiểm dài. Đăng kiểm đến 2024 cơ. Bên này nếu mà Vios số tự động thì em còn con 2010 bản G này. Con này của em là bản G, máy số zin. Một chủ thứ mới, biển 37, Nghệ An, hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, bản G la răng tăm vô lăng méo đấy. Bác nào thích số tự động bản G mà hơn 300 thì đây, 325 triệu. Đấy, con này 325 triệu, nỉ nguyên. Đây, con này thì xe nó đẹp. Máy số keo chỉ zin hết. 2010 nhá, 2010 máy số zin luôn. Đây, sản xuất năm 2010. Form này, nếu mà Vios thì form này nó là vỏ dày nhất. Đấy, Vios form này nó vỏ dày nhất. Đây, toàn bộ la răng áp phanh đây. Gầm bệ, sáng choang luôn. Toàn bộ gầm đây. 2010 nhá, bản G. Hiện tại thì Vios đang có 2010 và nếu số tự động thì 2010 và 2017. Con 2007, 2017 màu trắng. Số sàn thì có 212. Đấy, các bác thích mẫu nào thì cứ alo cho em hoặc để lại comment. Em muốn chốt con 34 đấy thì cọc trước. Anh bớt 330 được không? Hàn Mạc Phan. Anh ơi, anh alo cho em đi. Anh alo sang số điện thoại cho em 0977 004888. Thì em sẽ chốt giá và có bớt cho anh nhá. Anh alo cho em và cọc tiền cho em. Thì khi mà riêng xe nhà em, nếu các bác cọc tiền mà đến xem không đúng như miêu tả, em sẽ hoàn đủ toàn bộ số tiền cho anh, không trừ 1.000 tiền cọc nào. Đấy, còn khi các bác cọc qua livestream này thì sẽ có bớt và có lộc lá. Anh alo cho em sẽ để cho anh.
0977004888 cho em nhé. i10 bao nhiêu anh? Giá tiền như thế nào? Anh ơi, không biết là anh hỏi con i10 nào. i10 nhà em thì nhiều lắm, 4-5 con mà còn chưa về hết. Đang còn một con 26 bản đủ, xe đang đi dọn nữa. Đấy, i10 như con này là biển 20 Thái Nguyên, một chủ từ đầu đây, 2018 nhá. Con này của em 28 full đồ rồi. Nguyễn Tuyến, cho em xem biển số. Con 24 này của em là biển 20 Thái Nguyên luôn anh. Đấy, còn bác Hàn Mạc Phan, anh cứ alo cho em đi, sẽ có bớt và có lọc cho anh rồi gửi cọc cho em. Một hai hôm đến xem xe rồi lấy xe, xe xem được ngày thì lấy thôi. Đấy, riêng bác nào mà cứ đặt tiền qua livestream này là sẽ có bớt, có lộc, bớt nhiều luôn. Alo cho em đi nhá. Alo qua số 0977004888. Nguyễn Đức, Hiển Trương, Đỗ Trọng, xin chào tất cả các bác. Dung Vũ, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi livestream của em tối nay. Chúc tất cả các bác đang theo dõi livestream một buổi tối vui vẻ. Và đang tìm mẫu xe nào thì để lại comment cho em. Đấy, để lại comment cho em là em sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bác. i10 đỏ tự động đời bao nhiêu anh? Bán bao nhiêu tiền? Anh ơi, i10 đỏ của em là 2015, nhập Ấn Độ nguyên chiếc, số tự động. Con này của em thì em đang bán là 305 triệu, bao gồm cả phí rút hồ sơ nhá. Hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, biển 35 Linh Bình. Vios 212 số sàn bao nhiêu tiền anh? Anh ơi, như em vừa chia sẻ, con 212 này của em là nếu bác thiện chí lấy trong buổi livestream thì em để cho các bác là 375 triệu. Đấy, 275 triệu. Full đồ nhá, màn hình Android, đèn bi, hồ sơ cầm tay, con 212 này. Đấy, bác nào mà ưng đặt tiền cho em là 275 triệu. Đấy, sẽ có bớt. Không, ngày mai em không bán giá đấy đâu nhá. Ngày mai em sẽ bán là 280 triệu bao hồ sơ cơ. Riêng con xe này. Xin chào anh Toàn Trần, anh Ngọc Phi. Đấy, con Vios này thì đấy, loanh quanh khoảng 300 quay về đây. 300 quay về. 2012, form 23 nhá. Form la răng thâm, đèn bi. Riêng bộ đèn bi này hơn 4 triệu này. Màn hình hơn 5 triệu. Lót sàn rồi là cam hành trình đủ. Sơn gầm chống dỉ, sơn si, hồ sơ cầm tay. Loanh quanh và hơn chục triệu rồi. Đấy, bớt cho các bác rất nhiều. Con này thì thuế nó rẻ lắm. Con này về thuế, đóng về thuế biển tỉnh thì nó chỉ 5 triệu thôi. Còn i10 thì nhiều. i10 thì ngày mai sẽ về thêm một vài con i10 nữa. Có màu đen không anh? Huy Giang. Mai em lên mua luôn. Em ở Phổ Yên. Ok anh. Đấy, nếu mà anh phải alo anh cọc tiền cho em thì ngày mai lên em mới để ra cho anh giá đấy được. Còn không thì ngày mai bác cứ lên cửa hàng thì cứ 34 thì em sẽ có lọc lá cho anh. Bởi vì là anh cứ alo, bởi vì là con đấy đang có rất nhiều người hỏi. Anh cọc tiền cho em thì không thì ngày mai anh lên thì không ưng em trả lại toàn bộ tiền cọc, không phải lo đâu. Vì riêng Vios với ASEAN thì em thì nhiều lắm, kiểu gì cứ lên cũng chọn được xe. Nên không bao giờ phải lo. Và tiền cọc thì không bao giờ mất. Riêng cọc tiền cho nhà em thì không bao giờ mất nha, không bao giờ trừ 1.000 nào. Khi các bác chưa xem xe và cọc tiền thì không bao giờ trừ tiền. Đấy. Con số tự động màu đỏ đó anh. Anh ơi, số tự động màu đỏ này thì 305 triệu. Hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Xe nó đẹp lắm. Keo chỉ máy số zin hết. Toàn bộ keo chỉ máy số zin nhá. Nội thất đẹp nên cái da ghế nó còn căng đét như này. Đấy. Đây, nội thất này. Con này thì em bán là 305 triệu. Sẽ có lộc và có bớt cho bác nào thiện chí. Các bác cứ phải thiện chí, bởi vì nhà em thì bán xe thì chỉ ưu tiên những khách hàng thiện chí thôi. Có rất nhiều những khách hàng ở xa đến, các bác chia sẻ là theo dõi livestream nhà em cũng lâu rồi. Cũng đi xem rất nhiều nơi rồi đấy, em rất thích những khách hàng thiện chí, cứ đến buông tiền là sẽ bớt. Còn các bác mà cứ gọi điện rồi là chưa hỏi gì thì xe các bác đã bớt của em 20-30 triệu. Thì chắc chắn một điều là không làm gì được và rất mất thời gian. Đấy, mất thời gian của các bác cũng như là mất thời gian anh em chia sẻ. Bởi vì là như thế này là nó không thiện chí. Các bác cứ thiện chí alo cho em. Rồi là tham khảo. Nếu tư vấn nhá, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bác luôn. Riêng về ô tô, các bác cứ hỏi tầm khuôn nào tiền hay thích xe tầm nào thì alo cho em, hoặc là chỉ cần nháy sang cho em thôi, em sẽ gọi lại và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bác. Đấy.
Còn nếu các bác đã ưng, đã chốt con xe nào rồi thì các bác thiện chí đến xem xe chạy thử thoải mái là em sẽ bớt và lọc lá chia sẻ livestream cho em. Đấy, Vios đợt này thì nhiều lắm. Vios đợt này thì rất nhiều xe đời cao. Bác có em van nào không? Anh ơi, van thì chưa có con nào rồi anh ạ. Tài chính 180 triệu. Muốn trả góp số sàn màu đen ok không anh? À, nếu mà 180 triệu làm trả góp thì phải mua 27 trở lên anh ạ. 27 trở lên thì 27 bây giờ loanh quanh khoảng 400 là làm được đấy anh. Thế nhưng mà màu đen thì em lại đang chưa có con nào rồi anh ạ. Màu đen thì chưa có. Đấy, màu đen thì lại chưa có con nào. Xe van thì chưa có anh nhá. Xe van em chưa có con nào anh ạ. Hôm nay có con 7 chỗ Innova vừa bán rồi. Cho em xem con tầm 300 quay về. Đây 300 quay về, nhưng con i10 này vừa về đây anh. 2018 nhá, 2018. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Thái Nguyên. 295 triệu con i10 này. Bản tiêu chuẩn như full đồ, lốp dép đẹp cả dàn. La răng đúc đèn gầm. Màn hình cam lùi đủ hết. Đấy, biển 20 Thái Nguyên, 295 triệu. Đây 295 triệu. Xe đẹp lắm. Đấy, xe vừa về xong, con này em dọn mất 1-2 hôm nữa. Còn phải bắn tỉa, sơn đánh bóng, kiểm tra lại gầm bệ. Riêng i10 này thì phải kiểm tra lại gầm bệ, chắn bùn, rồi là lồng dè cua lốp. Đấy, con này thì 295. Nhiều xe đẹp lắm. Nhưng các bác cứ yên tâm về chất lượng xe nhà em, thì bảo hành luôn cho các bác bằng văn bản giấy tờ, bao đổi trả từ 3-5 ngày nếu phát hiện xe lỗi. Honda City. Con Vios đời bao nhiêu? Bản G ấy, bản E. Anh ơi, Vios nhà em nhiều lắm, không biết là anh hỏi con nào. Đấy, mấy con màu trắng này, 27, 18, số sàn, số tự động đủ hết này. City thì em lại chưa có rồi anh ạ. City chưa có anh nhá. City em chưa có con nào. Đấy, Vios này 8, hơn 200 đây, 215 triệu. Bản E 1.5, tư nhân chính chủ. Vios nếu mà số tự động của em thì đang có lẻ 10 và 2017. Con i10 nào tầm 250 đổ lại không anh? i10 tầm 250 đổ lại thì con trắng một đầu này anh ạ. Con trắng một đầu hatchback này 24. Con này thì em đang bán là 218 triệu. Đấy, 218 triệu. Đây, 218 triệu nhá. i10 24 bản nhập ấn, máy số zin từ mặt máy luôn. Xe đẹp lắm. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Da ghế may mới. Đấy, phía trên này thì còn nhiều. Ở trên này thì Vios 212, Vios 218. Đây đây. Vios 214, con 214 này. Đấy, 214. Tư nhân chính chủ Thái Nguyên đây. Con này biển Thái Nguyên, lốp dép thì con này kiểm tra hết rồi, mà lốp dép hai quả lốp kém kém, lúc mua về nó kém, thay hai quả lốp mới rồi. Đấy, riêng hai quả lốp mới em thay vào đã 2 triệu rồi. Nhà em dọn kỹ lắm, về các bác chỉ việc đi thôi. Riêng xe nhà em thì khi các bác ra khỏi cửa hàng là sẽ thay cho lọ dầu, hoặc là tặng các bác lọ dầu nữa về tự thay. Hoàn toàn mình ở đâu vậy? Em ở Thái Nguyên anh ơi. Chính bùi i10 đỏ bao nhiêu? Anh ơi, con i10 đỏ của em 305 anh ạ. 215 số tự động. Đấy, trên này thì còn Vios 216 vàng cát biển Hà Nội. Biển Hà Nội này bác nào ở Hà Nội mua thì đỡ được tiền thuế nhiều. Đấy, biển tỉnh mà về Hà Nội nó mất hai mấy triệu tiền thuế, mua sẵn biển Hà Nội này thì tiền thuế nó rẻ. Đấy. Còn nếu mà biển tỉnh để nguyên biển được. Con này để nguyên biển chỉ công chứng thôi. Chỉ công chứng thôi. Đây 216 máy trắng nhá. Đối với bản Vios 216 máy trắng này thì nó không khác gì 217, 18 cả. Cuối 216 lên máy trắng rồi, biển Hà Nội. Hà Nội này thì thuế nó rẻ. Đấy, bên này thì ASEAN, như con ASEAN 218 màu trắng này em bán rồi này, hôm nay vừa bán sáng nay. Đấy, con này em bán rồi. Hiện tại ASEAN này còn 19 và 220 màu trắng thôi. Đấy, Vios tự động thôi. Tự động con này 2010 hơn 300. Tầm khuôn mà loanh quanh 300, hơn 300 triệu mà số tự động. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nồi đồng cú đá chỉ có Vios thôi. Vios này thì các bác chạy đi ga thoải mái này, số má nó bền lắm, riêng Vios này. Đấy, bền hơn xe Hàn rất nhiều. Ngày mai thì em đang trên đường về một con Vios 216 màu vàng máy đen nữa. Thì nó loanh quanh khoảng 360. Thế nên là bác nào mà tham khảo mẫu xe nào thì cứ để lại comment cho em hoặc kết bạn Zalo với em nhé. Hai số điện thoại 0977 004888 hoặc 0975 772 555.
Đấy, sau đây thì em xin phép được kết thúc buổi livestream. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi livestream của em tối nay. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ.